Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì thứ nhất là cũng xin quý vị đồng cảm với tôi vì một cái thời gian tôi cũng bị cái bệnh là nhức đầu, cho nên cái việc mà chăm chút hồ sơ cũng như là cái những cái việc mà giúp cho những cái bạn đọc ở xa nó khó khăn. Tuy nhiên vẫn mang một cái thông điệp là chân ta phải biết luật ta. Hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái video có tên là cho thuê lại. Thưa quý vị, còn là một cái chế định mà được quy định hẳn trong bộ luật dân sự. Trong đó có những cái quy định rất cụ thể được quyền cho thuê lại nếu trong trường hợp phải có một cái sự đồng ý bằng văn bản. Câu chuyện thực tế của tôi như thế này quý vị và các bạn. Vừa mới đây có một cái khách hàng đến tư vấn. Chị bảo rằng là chị biết rằng là ông A có 10 cái kiosk thì ông A đã cho ông B thuê với cái giá tiền như thế nào đó chị không rõ. Và khi ông B cho chị thuê thì trong cái hợp đồng thuê cũng giống như bất cứ một cái hợp đồng nào khác, trong cái hợp đồng cũng có những cái điều khoản. Thứ nhất là hợp đồng thuê thì có số tiền đặt cọc, thứ hai nữa là thời hạn thuê, thứ ba nữa là số tiền thuê và quyền và nghĩa vụ của các bên. Giống như những cái lần trước tôi cũng có nói về những cái điều kiện cơ bản của cái hợp đồng thuê nhà cho quý vị và các bạn rồi đó. Trong cái hợp đồng thuê nhà có những cái điều kiện mà là những cái điều khoản cơ bản mà các bên phải tuân theo. Nếu các bên không ghi nhận trong hồ sơ thì nếu có phát sinh tranh chấp thì sẽ đưa ra những cái quy định của pháp luật. Thì tôi xin lặp lại, trong cái trường hợp của một cơ bản của một cái hợp đồng thuê nhà bao gồm, thứ nhất là đối tượng thuê. Đối tượng thuê có thể là nhà, có thể là đất, có thể là những cái tài sản. Cái thứ hai nữa là thời hạn thuê. Thì thông thường thời hạn thuê được quy định rõ trong cái hợp đồng thuê: 6 tháng, 3 tháng, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Nếu trong trường hợp đó có ghi rõ giá thuê. Giá thuê thì thông thường giá do các bên tự thỏa thuận, có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào ngày. Thêm nữa rằng trong cái hợp đồng thuê thì thường vì người ta giao nguyên một cái nhà có một số vật dụng gì đó thì người ta có thể thỏa thuận cái sự đặt cọc. Đặt cọc trước là 3 tháng, 2 tháng, 5 tháng gì đó để sau này có những cái chế tài nếu trong trường hợp có phát sinh tranh chấp. Và điều cơ bản cuối cùng đó là quyền và nghĩa vụ. Trong cái việc cho thuê thì ông cho thuê, ông có quyền, gọi là cái quyền cho thuê đó, quyền lấy tiền, quyền đảm bảo cái an sinh cho cái điều kiện sinh hoạt, không có đụng vào những cái quyền lợi của người khác. Còn và đồng thời ổng cũng có cái nghĩa vụ đảm bảo cái quyền trọn vẹn của họ trong suốt thời gian thuê hợp đồng. Tuy nhiên thì đối với cái nghĩa vụ của người đi thuê thì trả tiền nhà là họ được toàn quyền trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Thế nha quý vị và các bạn, tôi đã lặp lại hết toàn bộ cái hợp đồng thuê nhà. Quý vị và các bạn nếu trong trường hợp cần cái hợp đồng thuê nhà thì chúng ta có thể search trên mạng và đưa ra 4 tiêu chí. Hôm nay tôi sẽ nói về việc cho thuê lại của hợp đồng. Thì ông khách hàng B đó, ông đã cho cái vị khách của tôi thuê lại và cho thuê một cái kiosk với giá là 5 triệu đồng. Thì trong cái hợp đồng thuê nhà, các bên thỏa thuận là đặt cọc cái số tiền, thời hạn thuê là 2 năm, giá thuê là 5 triệu đồng không đổi trong suốt cái quá trình 2 năm này. Và sự kiện bất khả kháng xảy ra là bây giờ cái ông B đó, cái ông mà cho khách hàng của tôi thuê đó, ông lại biến mất khỏi cái cuộc đời này bằng
bằng một cái việc trốn nợ. Thì cái ông chủ thật sự của cái ngôi nhà này là ông A. Ông đã đến yêu cầu khách hàng của tôi rằng là thứ nhất lấy lại nhà, không đề cập tới cái vấn đề tiền cọc. Và ông đòi nếu trong trường hợp muốn thuê thì phải nâng giá thuê. Tôi xin lặp lại cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu ha. Thêm một lần nữa, ông A là chủ của 10 căn nhà trọ. Ông A cho ông B thuê. Hợp đồng của họ mình không biết, nhưng chắc chắn là đã cho thuê lại. Và ông B này, ổng đến cho khách hàng của tôi thuê lại. Trong đó đối tượng đó ghi đặt cọc. Thời hạn thuê 2 năm, giá thuê là 5 triệu. Quyền và nghĩa vụ của các bên, nếu trong trường hợp không trả tiền liên tục thì đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nếu trong trường hợp các bên hết thời hạn thuê thì sẽ thanh toán lại cái số tiền đặt cọc. Tuy nhiên hiện tại cho tới tháng thứ 14 thì ông B ổng trốn, ổng không có mặt ở địa phương. Và cái ông chủ thực sự của căn nhà trọ này, ổng đã đến với cái vị khách hàng của tôi, ổng yêu cầu điều chỉnh giá theo cái hướng tăng cái hợp đồng thuê nhà hàng tháng. Thứ hai là ổng yêu cầu là lấy lại nhà nếu trong trường hợp không điều chỉnh. Thì tôi bảo với chị khách hàng của tôi rằng là việc đó cũng bình thường thôi. Thời hạn thuê được các bên thỏa thuận là 2 năm. Tới tháng thứ 14 thì chị có quyền thỏa thuận lại với ông A. Bây giờ ông B không có mặt vì ông A rằng là ngày xưa tại thời điểm tôi thuê có sự đồng ý của anh bằng văn bản. Và bây giờ nếu trong trường hợp anh không cho tôi thuê, thứ nhất là anh trả cho tôi số tiền đặt cọc. Thứ hai rằng là tôi cũng đồng ý thương lượng để mà chuyển nhà đi. Thưa quý vị và các bạn, cả hai phương án đều không thể thực hiện được. Đó mới phát sinh tranh chấp hợp đồng thuê nhà. Thông qua cái câu chuyện này tôi cũng nói với quý vị và các bạn rằng cái ông B này, ổng chỉ được phép cho thuê lại nếu được thực sự của ông A đồng ý. Đó là quyền cho thuê lại trong bộ luật dân sự, quý vị và các bạn ạ. Quyền cho thuê lại, để chúng ta biết được rằng có những cái quy định. Và đây cũng có rất là nhiều bạn trong cái gọi là cho thuê lại đó, đã kiếm rất là nhiều cái lợi nhuận từ việc cho thuê lại. Có một số bạn trẻ hiện tại đã thuê những cái căn hộ rất là những cái biệt thự thì đúng hơn, với một cái giá tiền ví dụ như 100 triệu. Sau đó bạn đã gọi là sửa chữa, cơi nới và phân cho nó đẹp ra và cho thuê lại với giá là 200 triệu. Tuy nhiên chúng ta khi chúng ta cho thuê lại, chúng ta vẫn phải đảm bảo cái hợp đồng thuê. Thứ nhất chúng ta phải đảm bảo về thời hạn. Nếu cái hợp đồng thuê của người chủ là 2 năm tới ngày 31 tháng 12 năm 2018 thì cái hợp đồng thuê của cái người trung gian đối với người còn lại cũng phải đảm bảo trong thời hạn thuê. Cái thứ hai là cái quyền của bên cho thuê lại. Có cái quyền gì? Họ có cái quyền thỏa thuận về cái giá thuê, thỏa thuận về việc cọc và những cái điều quy định khác nữa. Thông qua cái video này, tôi muốn quý vị và các bạn biết rằng trong chế định của hợp đồng dân sự vẫn có cái quyền gọi là quyền cho thuê lại. Và